Thưa quý vị, nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian chi phí khi thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp thông tin tra cứu dữ liệu cho các đơn vị quản lý nhà nước, vừa qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã áp dụng công nghệ thông tin đưa cổng tra cứu thông tin dữ liệu trên môi trường mạng theo phương thức trực tuyến, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Là đơn vị chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, vận chuyển hàng quá cảnh sang các nước Lào, Thái Lan, Campuchia và cho thuê kho, bến bãi, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hoàng Đại có hơn 100 đầu xe vận tải hạng nặng. Trước đây, hàng tháng, công ty cử nhân viên chuyên trách đến bộ phận một cửa của Sở Giao thông Vận tải để làm các thủ tục liên quan việc di chuyển trên đường. Thì nay chỉ cần kích chuột vào địa chỉ truy cập https://csgl.gtvt.vmap.vn thì nhân viên ở tại công ty có thể giao dịch trực tuyến, cung cấp hồ sơ thủ tục qua mạng và biết được hồ sơ của đơn vị mình có được chấp nhận hay không và chờ trả kết quả về đơn vị. Trước nay là mình bắt cặp là một cái là mình mỗi lần mình làm là mình phô tô giấy tờ, rồi mình viết tay, viết hồ sơ giấy, rồi mình đi lên nộp. Nộp rồi hồ sơ nhận, rồi bắt đầu có ngày hẹn ngày trả lại lên lấy. Dạ. Yeah. Thì trừ là chỉ cần là đi một lần thôi, có nghĩa là đi nhận kết quả thôi. Dạ. Yeah. Không có phải đi tới đi lui nhiều lần. Không chỉ thuận lợi cho các công ty vận tải hàng hóa, các công ty vận tải hành khách có số lượng đầu xe lớn cũng thuận lợi trong việc lập thủ tục cấp biển hiệu, phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải, thông tin giấy phép lái xe. Cái việc ứng dụng công nghệ vào trong lĩnh vực vận tải rất là tiện, là đơn vị có thể nào thao tác tại nhà và có gửi online đến xuống sở, thì không cần phải làm những hồ sơ giá đến gửi sở, và có thể tra cứu hồ sơ lúc nào hoàn thành và dùng những cái tiện ích công có thể giống như bưu điện gửi những hồ sơ hoàn thành về lại cho đơn vị. Dạ, rất là tiện lợi cho người dân để hạn chế người dân có thể tiếp xúc nhiều trong tình hình dịch bệnh. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết, việc triển khai xây dựng cổng tra cứu thông tin dữ liệu không những phục vụ tốt công tác quản lý của ngành giao thông vận tải, hỗ trợ các tổ chức cá nhân có nhu cầu tra cứu tìm kiếm thông tin liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải, mà còn tạo tính lan tỏa tác động đến các sở ngành khác chia sẻ dữ liệu chuyên ngành. Việc xây dựng chức năng tra cứu này giúp cho cán bộ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực của ngành cập nhật dữ liệu và tìm kiếm ra những cái sai sót mà các công trình đang Sở Giao thông đang quản lý. Trong quá trình triển khai thì Sở đã bổ sung các chức năng để mà cổng mang đến tiện ích tối ưu hơn. Được biết, ngoài các thông tin, thủ tục hồ sơ về lĩnh vực vận tải, cổng tra cứu thông tin dữ liệu ngành giao thông vận tải Đà Nẵng hiện đang tích hợp nhiều lĩnh vực khác như thủ tục cấp phép kết cấu hạ tầng giao thông, giấy phép thi công lắp đặt công trình ngầm, giấy phép cho phương tiện đi vào đường cấm và phục vụ tra cứu tìm kiếm dữ liệu từ các hệ thống nghiệp vụ chuyên dùng nhằm cung cấp thông tin phục vụ quản lý điều hành giao thông vận tải đầy đủ, kịp thời, chính xác cho người ra quyết định.